À, các bạn hỏi là có những cái kiến thức hay là kinh nghiệm gì mà giúp cho không có bị mòn cổ răng? Thì các bạn đầu tiên là các bạn biết là mòn cổ răng là do các bạn sử dụng bàn chải không đúng cách. Bàn chải này lông rất là cái lông bàn chải rất là cứng. Thứ nhì là phương pháp chải răng của bạn không đúng. Bạn thường cái thói quen của người Việt Nam chúng ta là hay dùng là chải ngang, tức là chải ngoài trong. Nhưng mà thật sự cái chải ngoài trong đây là một trong những nguyên nhân mà nó làm mòn cổ răng nhiều nhất, bởi vì cổ răng là cái nơi mà nó gồ ra nhiều nhất và nó tiếp xúc nhiều nhất với lại lúc chúng ta đánh răng. Cho nên để tránh cái tình trạng mòn cổ răng thì đầu tiên các bạn phải dùng một cái phương pháp đánh răng là đúng. Thì hiện giờ nó có rất nhiều phương pháp đánh răng, chẳng hạn như phương pháp chạy bass, nó rất nhiều. Cho nên các bạn cần phải tới một cái phòng khám có uy tín, người ta sẽ hướng dẫn cho cách sử dụng bàn chải, phương pháp đánh răng và cách sử dụng chỉ nha khoa, thì các bạn sẽ tránh được cái tình trạng mòn răng. À, các bạn hỏi là răng mẹ của bạn đã bọc xứ cái răng, hiện giờ răng lung lay, thì một cái răng lung lay có bọc hay không bọc thì chúng ta cũng vẫn tiến hành cái quy trình nhổ răng giống nhau, không có vấn đề gì hết. Nếu mà răng mà bọc xứ mà là cầu răng thì chúng ta cần phải chia ra thành nhiều cái răng nhỏ để cho chúng ta dễ nhổ. Còn nếu mà thật sự một cái cầu thì các bạn nhổ, thì trong trường hợp này một cái hậu quả gây ra là khi đó nó sẽ bị vỡ xương ổ răng, bởi vì nó thành một cái cầu thì nó chắc hơn là những cái răng lẻ. Cho nên mẹ của bạn đã bọc xứ rồi mà răng lung lay thì tôi nghĩ là cứ để như vậy mà nhổ bình thường không có vấn đề gì.